Rồi trả lời đi nào. Rồi nhé, sẵn sàng. Rồi. Hello tất cả mọi người, chúng mình là nhóm Ohio. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi đặc biệt. Trên tay mình đang cầm một cái bịt mắt và một cái ống hút. Để làm gì? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi, đó chính là bịt mắt đoán tên loại nước ngọt. Wow. Ai hay uống nước ngọt ý thì mới biết được. Đây. Đây, anh uống nước ngọt. Uống nước ngọt hơn cả nước lọc. Uống hơn nước lọc thật, ngày có khi còn chả uống nước lọc cơ. Uống nước ngọt thôi. Nhưng mà vẫn khuyên mọi người là đừng nên uống nước ngọt quá nhiều. Trên đây là những loại nước ngọt ở Hàn Quốc nha mọi người. Ở đây thì bọn mình cũng đã ở được hơn tháng rưỡi rồi nhở, nên là cũng thử được khá loại nước ngọt ở Hàn rồi, nên là hôm nay sẽ chơi một trò chơi thử thách bản thân. Bây giờ chúng ta sẽ bóc cái lon nước ngọt này lên. Bạn bị mát nha, không biết là lon gì nha. Cắm ống hút vào và uống thử để đoán được xem là cái vị nước ngọt nó có vị gì. Nếu mà đúng tên càng tốt, mà không thì có thể nói vị của nó. Xanh, đào, cam, xả gì đó. Ok. Bắt đầu từ ngân trước luôn ha. Ok luôn đi. Chơi tí hí nha. Chết rồi. Này, Ly Di hay chơi tí hí lắm mọi người. Số mấy đây? Một. Một. Số 10. Trời ơi, đúng luôn. Thế rồi, ngân thấy rồi. Phải không? Chân xà mắt rồi mắt. Số mấy đây? Số 5. Rồi đúng rồi. Rồi rồi. Bắt đầu. Ok, bắt đầu nào. Ui. Wow. Đề nghị là không rơi rớt nha mọi người. Chứ giường mình ngủ quá mọi người. Cắm như nào? Cắm ở đâu đấy nhỉ? Theo kinh nghiệm của mình. Cắm. Theo như kinh nghiệm của mình thì tiếng bực nắp này là một nước lon. Không có ga. Không, một nước lon. À. Ghê vậy? Rồi, nhìn màu. Nào. À ta à, biết rồi. Cái gì vậy ta? Không biết hả? Không biết. Ủa, không biết là gì. Ông vị này lạ quá. Thử chưa thêm. Đổ hai lần thôi. Cái gì vậy ta? Giống trà sữa quá. Không, giống nhân sâm. À không biết. Rồi. Ủa, giống nhân sâm hả? Ủa, giống trà sữa rồi. À giống trà sữa. Ôi, cái mùi giống trà sữa này. Hỏi làm gì? Nhanh lên đưa mình uống này bạn. U là trời. Rồi cắm vào đâu vậy? Mò đi, tự lực cánh sinh đi. Lớn rồi. Rồi, các bạn có 3 giây suy nghĩ. 3 2 Một. Trà mời sữa. Em đó là trà sữa. Đi gì? Trà sữa macchiato. Trà sữa macchiato ngon khó cử. Ngon khó cử. Chính xác. Cái này chắc có ga này. Thôi đi, nãy cũng có ga rồi. Nãy chả có ga không? Mày bớt sao mà đi lên xịt nè. Lớn rồi. Có ga nói nha. Trong lời này cầm đi, cầm. Đâu, hết trời. Bị có ga. Ê, thề luôn mà bị mắt lại á. Xong rồi. Trời. Nước độc hay nước gì vậy? Ôi, nếu ơi. Thuốc độc hả? Rồi, nếu ơi. Gì vậy? Sao vậy? Em uống hai lần. Bị mắt lại xong uống thấy khác nhờ. Khó đoán chứ. Ga rất là mạnh nha. Đã được chưa? Rồi. 3 2 1 nếp trước. Fanta. Fanta gì? Fanta màu vàng á, cam với dứa. À, loại Fanta màu vàng. Dưa gang á, dưa gang á. Biết rồi. Rồi Lizzy. Fanta cam. Rồi biết không? Fanta cam. Chính xác là Fanta cam. Ủa là chờ chơi lúc sau. Tí nữa mình trả lời chung một lần luôn nha. Ui khó mở thế. Lòng này ngắn thế nhở. Uống con ga giờ nó đầy hơi. Ngon quá. Ngon quá. Cho thử miếng nữa. Ngon. Ngon. Nhưng mà vẫn chưa biết là cái gì. Ngon á nhưng mà vẫn chưa đoán được cái gì á. Ui nếp ơi, chết rồi. Sao vậy? Cà chua. Ui, thiệt á hả? Nước cà chua là em đi bệnh viện nãy giờ rồi đấy. Kỳ thị hả? Ui ngon đúng không? Ngon đúng không? Biết rồi. Cái gì vậy? Ủa bố mà hơi. Biết rồi. 3 2 1 Milo. Rồi ngân sai. Chắc là gì? Sô cô la. Rồi. Milo. Milo. Nếp. Milo á. Chính xác là sô cô la. Milo cái gì? Yeah. Oh, Milo cái fan chân chính của sô cô la nha. Milo vị nhạt hơn. Tính chính nha Milo vị tắt. Ờ nhờ cái lon xanh xanh nha. Đúng rồi. Đi ai cắm. Từ từ nha. Bóc lên lon này to lắm. Chết rồi. Ừ, thử thấy mùi rồi. Mình
lạ lạ tại vì không có nhìn được cái màu ấy, chả biết là à ôi đốt 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 ôi to vậy. Ừ to, không hưởng được là vị gì rồi đấy. Đoán được chưa rồi. À ok, đoán được rồi. 3 2 1 dưa gang. Nước nho. Thì dưa gang. Nếp. Dưa gang. Tất cả đều sai. Đây là nước có gà, táo và berry. Tỉnh nói. Đúng rồi, mình quen cái táo, giống mùi táo. Giờ mới nghĩ là giống mùi táo này. Nho nữa, giống mùi nho. Cái lon nước nho tím tím hay quá anh em. Nặng quá vậy, bất lai gì chứ. Mát thế. Được cái ở Hàn Quốc người ta uống nước ngọt, người ta ít khi dùng đá lắm nha. Toàn thấy uống không không à. Wow, chắc hẳn là một ly nước có ga tiếp ha. Thôi đi. Hình như có ga đấy. Trời ơi, chơi nghe pháp ta thánh mà. À! Biết rồi. Ừ. Quê. Đi uống chưa? Quá trời cười nè. Ờ, thì sao? Nước này là nước gây tức cười hay gì? Em ơi, nếp ơi. Rồi gì, mắc mới gì vậy? Em nếp ơi. Biết rồi. Đã ra tên rồi, Không được ngửi, phải nếm. Nếm không cần biết luôn. Em biết cái này. Biết rồi, cái này cũng quen thuộc lắm nè. Quen. Nhưng mình có uống rồi đúng không? Tao uống rồi. Rồi ok. 3, 2, 1. Da ua. Dưa gang. Chính xác. Nước da ùa có gà. Yeah. Đó nãy em chẳng biết cái gì cả. Da ùa mà có gà. Lần đầu tiên qua đây mình mới biết có một loại da ùa có gà. Kiểu nhiều người mà uống mà không quen ấy, thì sẽ không uống được loại này đâu. Nếu cũng không uống được này. Đúng rồi, những cái kiểu mà nước lên men á. Mà vị truyền thống nha mọi người, không phải vị cam hay là vị táo gì đâu nhá. Cũng ngon á. Ngon, em thích uống cái này mà. Em chỉ có sai cái vị nho thôi, sai một cái. Ê, cái này vị này khó uống á. Ai biết cái gì rồi? Americo I see. Americo I see. Đồ quá. Không phải. Cái gì bé? Cái gì đâu vậy? Cái đấy đâu? Hay lắm, mấy cái nước ngon á thì giữ trong người. Mấy nước này đưa nhanh. Chứ là nó khó uống đúng không? Không phải Americo I see. Là gì phải? Nói gì đâu. Nhìn vậy. Nó đây là đánh là hướng vậy thôi. À em biết gì rồi. Em cũng biết. 3 2 1 không bí đỏ. Bí đỏ. Em bí đỏ đó. Thì gì? Không biết. Sai, không phải nước bí đỏ. Ôi! Nước gạo. Ôi! Ủa người ta ý rằng bí đỏ luôn. Cái nước bí đỏ mà bình thường ăn cơm xong rồi hơi to thêm bón nước thêm cái đấy. Cái đấy. Ủa nước gạo. Ủa sao lại không nhớ? Uống rồi. Ui, xịn. To lắm hả? To như cái lon. To mà cầm quái cái tay luôn. Chúa bật ngửi gì đó. Ta ngửi lấy hơi trước lấy đà trước. Này quên rồi. Có một cái lon to to là cái gì ta? Uống quá để uống thì nhưng mà chả biết cái này nhạt quá à. Mà có ga không? Đó, biết cái gì rồi. Này cũng biết cái gì rồi. Bí đỏ nha. Sai luôn. Không, cái này chắc chắn phải đúng. Ghê. Trời ơi, ga quá trời ga. Nếm nó hăng hái ghê. Cứ từ lấy vào đường rồi nha. Biết rồi đúng không? Cái này mà Lê Thi không biết nữa thì thôi rồi luôn á. 3 2 1 Cola. Thì gì? Cola. Nếp. Em surprise. Sai. Đây là nước tăng lực New Mountain. Ủa? Trời ơi. Trời ơi, 10 năm nữa cũng không biết luôn. Cái gì mình new gì? New Mountain. Đi nó nhớ cho review chai nước này nha chứ. Bây giờ nhìn thấy hình dạng nó nói rồi. Ngân chắc chắn lần này phải đúng mà, không? Không, cái này phải đúng. Không, mà mày có công nhận giống surprise không? Đúng. Tính tay surprise hoặc Sada. Ui, chai này dễ thương lắm nè. Ui, dễ thương. Mày thấy cái gì? Ừ. Là sai đúng không? Thấy. Đi bọt nó đi mọi người. Ui, sao vậy trời? Vậy là chắc cái này mình chưa uống bao giờ rồi. Bé không? Cái gì vậy? Cái gì mà đau khổ vậy? Nước mắm hả? Phút nào mới lên được. Trời ơi. Cái gì vậy? Em ơi. Em đau khổ quá. Thấy thôi em không uống nữa được không? Ủa ơi, đi bò một cách mồm mà ơi hết rồi. Nói gì nhỉ? Cái này
3 2 1 nước chanh. Nước chanh. Nước chanh. Cái gì? Nếp và cam. Thôi chanh lại. Không. Nước chanh nguyên chất. Chanh ơi. Gì vậy? Thì lá. Mình còn nói là quả nào đồ cái kiểu chứ. Không, ngon ngon. Ăn nếu mà ngấm ngấm thì ngon. Không, nhỏ bé. Thôi nhỏ bé. Thà mấy cái lon nó còn an toàn hơn. Thành giá. Cái gì vậy? Mùi như mùi. Chết rồi, nó không dám nuốt là biết kinh khủng lắm cỡ nào rồi. Sợ quá hả? Trời ơi. Thấy mùi cà phê. Đúng rồi. Giống mùi cà phê lắm. Nó đắng. Trong khi... Em đắng kia vậy? Ờ. Trời ơi. Nó giống mùi, mùi thuốc lá. Đây là Americo Aesu. 3 Không phải đâu. 2 1 Cà phê nguyên chất. Americano Ice. Đó đó là Americano Ice. Rồi, cái gì đúng? Cà phê nguyên chất. Wow. Yeah. Trời ơi, pha phải cà phê mà không uống được loại cà phê đắng này. Ôi, đắng quá. Thật luôn á. Mà sao bốc hay. Ui dồi ôi. Thơm à. Cái này ngon. Ngon đúng không? Nhẹ, vị nhẹ nhẹ, dịu dịu. Mùi quen quá. Nước có ga, nước có ga, biết. Không ga hả? Cũng đoán ra được là cái gì rồi đấy. Rồi, ga quá trời ga. À, mình có uống rồi nè, mà nó biết phải không? Uống rồi, à, tưởng tượng rồi đấy. 3, 2, 1 Soda. Đào. Nếp. Soda, thấy giống cam hơn. Soda cam, cái gì? Táo. Táo, soda đào. Wow. Lon này ngon, lon này ngon thật. Lon thứ hai là lon gì đây? Fanta. Thứ ba này là gì ta? À, sô cô la. Wow. À, à, sô cô la. Ui, ui, cái này ngon lắm. Dễ thương rồi. Chị info đấy nha. Dễ thương rồi. Đây, đây là hai thứ mà mình thích nhất trong tập hôm nay. Cực kỳ ngon luôn. Cả sô cô la. Lon thứ tư là táo và berry. Ờ, đây là cái này mình thích này. Cái này ngon. Cái này xong rồi tụi mình. À. Là dưa dưa gan á. Biết sao không? Lon này ở chỗ cái siêu thị mà gần Miên Đông á bán 500 won à, là có 10.000 à. À rẻ vậy luôn á. Hôm bữa mình đi xong mình thấy lạ xong bảo thôi tối được khỏi uống đi, mua một tặng một đi. Ngon, siêu ngon nha mọi người. Vậy là cũng khai sáng được nhiều loại nha, tại vì bình thường đi ra cửa hàng tiện lợi có rất là nhiều loại nước ngọt mà không dám thử nhiều lắm ấy, tại sợ không hợp khẩu vị thì không uống. Nên là hôm nay cũng là một cơ hội để cho bọn mình biết thêm được nhiều loại hơn. Cái này là rất là đặc trưng nha mọi người, đúng quả chanh luôn. Mày chưa tới. Oh my god. À, cái lon nước gạo ấy. À, xong rồi tưởng bí đỏ ấy. Bí đỏ. À, đây đây, chính là lon bí đỏ mà mình nói là mình bị nhầm ấy. À, thì đây là nó. Rồi. Cái nước tăng lực. Cái này bọn mình mà cũng thấy rồi. Cái này là chanh nguyên chất nha. Đó là nguyên chất luôn. Cái này là trị mấy cái người mà khẩu nghiệp á. À, cà phê nguyên chất. Top. Top. T.O.P. Wow, rất sắc. Rất là đời. Đang mới mà đi. Rồi, còn gì nữa đâu. Rồi ok, vlog của chúng mình hôm nay cũng tạm thời kết thúc tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết vlog của mình ngày hôm nay. Và nếu như mọi người yêu thích những vlog về thử thách như thế này thì nhớ comment ở phía dưới phần YouTube của mình nha. Ok, và bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn mọi người ở những vlog tiếp theo. Bye.